Xin kính chào quý vị khán giả. Hải Yến rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin nóng vừa được cập nhật trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Thị trường vàng thế giới gặp khó, vàng trong nước sẽ ổn định. Thị trường vàng thế giới tuần này được giới chuyên gia nhận định sẽ gặp khó, khi đó liệu giá vàng trong nước có hạ nhiệt trong thời gian ngắn trước mắt. Ghi nhận thông tin từ báo Vietnamnet, sau khoảng 30 phiên giữ nguyên, ngày 18 tháng 7, giá vàng miếng SJC do 4 ngân hàng thương mại nhà nước gồm Agribank, BIDV, Vietcombank, Vietinbank và công ty SJC công bố tăng hơn 3 triệu đồng, lên mốc 80 triệu đồng trên một lượng bán ra trong nỗ lực lấy lại khoảng cách hẹp với giá vàng thế giới đã được tạo ra trước đó. Giới kinh doanh vàng trong nước cho hay, thị trường vàng vừa trải qua giai đoạn lạ lùng hiếm thấy bởi giá vàng nhẫn có thời điểm vượt lên, cao hơn giá vàng miếng. Các chuyên gia vàng trong nước cho rằng, ngân hàng nhà nước đã buộc phải điều chỉnh giá vàng trong nước để bắt kịp đà tăng mạnh của vàng thế giới, không để chênh lệch lớn tái lập. Để ổn định thị trường vàng trong nước, vấn đề vẫn là cần các chính sách hợp lý để dòng tiền dành cho vàng được lưu thông trên thị trường thay vì cất giữ, bảo toàn như hiện nay. Trên thế giới, sau khi đạt mốc cao kỷ lục mới 2.480 đô la Mỹ trên một ounce, đà tăng của vàng đã nhanh chóng mờ nhạt và kết thúc tuần qua trong vùng tiêu cực 2.400 đô la Mỹ trên một ounce, mức thấp nhất trong 3 tuần. Các nhà phân tích không hề tỏ vẻ ngạc nhiên khi vàng đã đạt mức kỷ lục cao mới rồi nhanh chóng giảm mạnh sau khi nhà đầu tư ồ ạt bán chút lời. James Stanley, chiến lược gia cấp cao tại Forex, lý giải nguyên nhân là bởi vàng đang ở vùng giá cao và thị trường đang ở trạng thái dư mua, dễ bị bán tháo tiếp. Điều đó tất yếu sẽ dẫn đến tình trạng giảm mạnh sau khi đã tăng vọt. Các chuyên gia phân tích lưu ý rằng vàng hiện có mối tương quan chặt chẽ với kỳ vọng lãi suất. Sự phục hồi của vàng lên mức cao mới mọi thời đại trùng hợp với kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed sẽ bắt đầu chu kỳ nới lỏng chính sách tiền tệ vào tháng 9. Theo công cụ FedWatch của CME, các thị trường nhận thấy hơn 90% khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 9. Ông Stanley cho rằng điều duy nhất có thể làm chệch xu hướng tăng của vàng là lạm phát cao hơn. Điều này sẽ khiến các nhà đầu tư mất đi kỳ vọng cắt giảm lãi suất vào tháng 9. Mặc dù kịch bản này khó xảy ra, nhưng ông cho rằng nó vẫn có nguy cơ. Stanley nói thêm, các nhà đầu tư đang nóng lòng chờ kết quả báo cáo lạm phát tháng 6 vào cuối tháng này. Cùng với đó, thị trường sẽ có cái nhìn đầu tiên về tổng sản phẩm quốc nội của Mỹ trong quý 2. Trong bối cảnh các chính sách đã có tác dụng nhất định, giá vàng trong nước không còn những diễn biến bất thường, cao hơn thế giới một cách vô lý. Trong thời gian tới, giới đầu tư cho rằng vàng nhẫn sẽ tiếp tục được ưu tiên lựa chọn khi vàng miếng SJC vẫn trong tình trạng không dễ tiếp cận. Còn đối với thị trường vàng thế giới, nhiều nhận định cho rằng giới đầu tư đang có tâm lý thận trọng khi vàng vẫn đang ở vùng giá cao, thị trường có thể sẽ chứng kiến những phiên chốt lời lớn khiến giá vàng trở nên bất ổn. Tương tự, theo khảo sát vàng hàng tuần mới nhất của Kitco News cho thấy, các chuyên gia cũng đưa ra những nhận định có phần thận trọng trong những diễn biến giá vàng trong thời gian tới. Ariande, chủ tịch của Ariande Asset Management cho biết vàng cần củng cố thêm nhiều dữ liệu kinh tế có lợi để bứt phá hơn trong những phiên tiếp theo, thì kỳ vọng kết thúc tuần mới đạt được mức tăng cần thiết để hỗ trợ lực đẩy cho giá vàng. Darin Newsom, nhà phân tích thị trường cấp cao tại Barclays nhận thấy vàng tiếp tục có xu hướng giảm trong thời gian tới. Adam Buston, người đứng đầu chiến lược tiền tệ tại ForexLife cho hay thị trường vàng đã trải qua nỗi lo khi Trung Quốc ngừng mua, cộng thêm việc chốt lãi mạnh vào cuối tuần trước sẽ khiến thị trường vàng khó có thể đảo ngược. Hiện mọi con mắt nhà đầu tư và các chuyên gia đang đổ dồn vào chính trị Mỹ khi cuộc bầu cử đang đến gần. Các nhà phân tích tại CBM Group đang khuyến nghị nhà đầu tư nên cảnh giác với thị trường vàng vào thời gian tới. Ông cảnh báo rằng mức giảm giá 92,7 đô la Mỹ trong 2 ngày cuối tuần trước có thể lặp lại trong các phiên tiếp theo của tuần mới. Dù vậy, Bob Habercorn, nhà môi giới hàng hóa cao cấp tại RJO Future cho biết mặc dù sự sụt giảm giá phiên cuối tuần trước có vẻ nghiêm trọng, nhưng nó sẽ không ảnh hưởng đến sức hấp dẫn của vàng trong trung hạn. Các chuyên gia phố Wall thận trọng về giá vàng tuần này. Khảo sát vàng của Kitco News cho thấy các chuyên gia đang quay trở lại với lập trường thận trọng, trong khi các nhà giao dịch bán lẻ vẫn lạc quan về giá vàng tuần này. Thông tin từ chuyên trang báo Sài Gòn Giải Phóng, vào lúc 5 giờ 30 phút sáng hôm nay, ngày 22 tháng 7 giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay thế giới niêm yết trên Kitco neo ở mức 2.460 đô la Mỹ trên một ounce, quy đổi tương đương 74,452 triệu đồng trên một lượng. Tuần này, 16 nhà phân tích phố Wall đã tham gia khảo sát vàng của Kitco News, trong đó có 6 chuyên gia chiếm 38% kỳ vọng giá vàng sẽ tăng vào tuần này, trong khi cùng với số đó dự đoán giá vàng sẽ giảm.
4 nhà phân tích còn lại cho rằng vàng sẽ có xu hướng đi ngang. Trong khi đó, 168 phiếu khảo sát trên phố chính cho thấy các nhà đầu tư vẫn duy trì sự lạc quan. 103 nhà giao dịch bán lẻ, chiếm 61%, kỳ vọng giá vàng sẽ tăng vào tuần này. 36 người, chiếm 21%, dự đoán giá sẽ giảm, trong khi 28 người còn lại, chiếm 17%, cho rằng giá vàng sẽ không thay đổi. Ariande, chủ tịch Ariande Asset Management, là một trong những chuyên gia dự báo vàng sẽ ổn định vào tuần này. Giá vàng có thể cần phải củng cố trước khi tăng trở lại. Tuy nhiên, những gợi ý bổ sung về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, Fed, bắt đầu chu kỳ cắt giảm lãi suất có thể khiến giá vàng tăng bất kỳ lúc nào. Đồng quan điểm, Adam Buston, giám đốc chiến lược tiền tệ tại forexline.com, đưa ra nhận định trung lập. Thị trường tạm thời đã thoát khỏi tin tức Trung Quốc ngừng mua vàng vào, nhưng việc chốt lời mạnh vào cuối tuần qua sẽ khó có thể đảo ngược trong tuần này. Mọi con mắt đang đổ dồn vào chính trường Mỹ. Darren Newsom, nhà phân tích thị trường cấp cao tại Barclays.com, nhận định giá vàng sẽ giảm trong thời gian tới. Tôi vẫn giữ quan điểm vàng vẫn trong xu hướng giảm trung hạn trên biểu đồ hàng tuần. Bên cạnh đó, Alex Kopsikevich, nhà phân tích thị trường cấp cao tại FX Pro và Michael Moore nhận thấy rủi ro giảm giá của vàng. Matt Chandler, tổng giám đốc tại Barnabas Global Forex nhận định đồng đô la Mỹ và lãi suất trái phiếu sẽ mạnh lên, kìm hãm mức tăng tiềm năng của vàng. Vàng đang điều chỉnh giảm sau khi lập mức cao kỷ lục gần 2.484 đô la Mỹ trên một ounce. Tôi kỳ vọng đô la Mỹ và lãi suất của Mỹ sẽ tăng cao hơn. Điều này có thể khiến giá vàng giảm. Việc phá vỡ mức 2.388 đô la Mỹ có thể sẽ khiến giá vàng giảm xuống mức 2.350 đến 2.365 đô la Mỹ trên một ounce. Trong khi đó, các nhà phân tích tại CPM Group khuyến nghị các nhà đầu tư không nên mua vàng vào tuần này. Họ cảnh báo rằng mức giảm giá 92,7 đô la Mỹ trên một ounce trong cuối tuần qua có khả năng sẽ lặp lại trong những ngày hoặc tuần tới, thậm chí mức giảm này có thể cao hơn nữa. CPM cho rằng giá vàng trong hai tuần tới sẽ thiên về hướng giảm, nhưng triển vọng sau đó vẫn sẽ thiên về hướng tăng. Giá vàng có thể biến động mạnh theo cả hai hướng, có khả năng kiểm tra mức 2.300 đô la Mỹ trên một ounce và có thể đạt 2.500 đô la Mỹ trên một ounce một lần nữa. Bất kỳ rủi ro giảm giá nào cũng có thể chỉ tồn tại trong thời gian ngắn. Trong khi đó, Bob Harbacon, nhà môi giới hàng hóa cấp cao tại RTO Future cho biết, mặc dù giá vàng giảm mạnh vào thứ Sáu tuần trước, nhưng sẽ không ảnh hưởng đến sức hấp dẫn của vàng trong trung hạn. Harbacon xem động thái của Fed và kỳ vọng về lãi suất là động lực chính cho vàng hiện tại. Colin Sierzynski, chiến lược gia thị trường trưởng tại SIA World Management, đang đánh giá các yếu tố thúc đẩy tâm lý thị trường trong bối cảnh suy thoái vào thứ Sáu tuần trước. Giá vàng đã tăng khá mạnh trong vài tuần, từ 2.300 đô la Mỹ lên 2.480 đô la Mỹ trên một ounce, tức tăng 180 đô la Mỹ trên một ounce. Vì vậy, việc giá vàng giảm chưa đến một nửa không phải là bất thường, chuyên gia Colin Sierzynski nhận định. Sierzynski cho biết triển vọng trung hạn đối với vàng vẫn tích cực vì có quá nhiều sự không chắc chắn và quá nhiều biến động. Và cuối cùng, nhà phân tích cấp cao của Kitco Jim Wyckoff cho biết ông kỳ vọng một giai đoạn củng cố ngắn hạn từ kim loại quý màu vàng. Tuần này, các nhà đầu tư sẽ chú ý dữ liệu quan trọng về lạm phát của Mỹ với việc công bố chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân cốt lõi PCE tháng 6 vào thứ Sáu ngày 26 tháng 7. Chỉ số PCE luôn đặc biệt quan trọng trong việc Fed đánh giá lạm phát có thực sự đang giảm rõ rệt hay không. Thị trường cũng chờ đợi dữ liệu về GDP của Mỹ vào thứ Năm 25 tháng 7 cùng với dữ liệu về đơn đặt hàng lô bền và số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần. Các nhà giao dịch cũng sẽ theo dõi dữ liệu về thị trường nhà ở với doanh số bán nhà hiện có vào thứ Ba 23 tháng 7 và doanh số bán nhà mới vào thứ Tư 24 tháng 7. Ngân hàng Canada sẽ đưa ra quyết định về chính sách tiền tệ vào thứ Tư 24 tháng 7. Các nhà kinh tế cho rằng dữ liệu lạm phát yếu đi tạo điều kiện cho Ngân hàng Trung ương Canada cắt giảm lãi suất trong kỳ họp này. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Hải Yến rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị khán giả dành cho các chương trình trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Quý vị đừng quên nhấn chuông theo dõi kênh để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!